Xin kính chào bất động sản Giang Lo. Xin kính chào quý cô chú anh chị em. Mọi người khi xem video clip của Giang á, vui lòng cho Giang một lượt like, một lượt đăng ký để Giang có động lực làm những video tiếp theo cho mọi người xem nha. Hôm nay nè, Giang sẽ đưa mọi người đến tham quan một căn nhà phố nằm trong khu đồng bộ. Đó, toàn bộ là khu nhà cao tầng hết. Đường trước nhà đường nhựa 7m, xe hơi vô trong nhà. Trong nhà có sẵn chỗ đậu xe hơi. Căn nhà này cách cầu Phước Xuân giáp quận 7 tầm khoảng 2 km. Căn nhà với diện tích là ngang 5 x 16 m, được thiết kế với một trệt hai lầu sân thượng, giá đang rao bán trên thị trường là 7 tỷ 500 triệu đồng. Căn nhà là hướng tây nam, phù hợp với khách mạnh tây tứ trạch. Mặt tiền thì được thiết kế theo kiểu nhà phố hiện đại nè. Trước khi đi vô bên trong, ta sẽ đi qua hai lớp cửa, cửa ngoài lớp cửa sắt, cửa bên trong là nhôm sinh pha kính cường lực. Khu vực đây là đậu xe hơi. Ở dưới nền là sử dụng một loại gạch nè 80 màu xám. Đó, bên vách sử dụng là gạch ốp lên độ khoảng 1m2, trong trường hợp mà đi xe về có vào bẹt bụi bẩn á, rất dễ đau chùi. Trên trần là sử dụng một hệ thống trần thạch cao, có đèn led xung quanh, chính giữa có cái quạt, nó tạo cho không khí này khá là thoáng mát. Bây giờ cùng với Giang tiến vào khu vực phòng khách. Trong phòng khách đây đã được trang bị khá là đầy đủ cái nội thất, như là có bộ sofa màu kem nè, sau lưng vách là sử dụng nhựa PVC và đá, lại sử dụng nhựa làm giấy gỗ, có sẵn một cái máy lạnh. Trên trần và sử dụng một hệ thống trần thạch cao, xung quanh đèn led, chính giữa có cái đèn chùm màu vàng. Cái đèn trần màu vàng giúp cho ánh sáng của khu vực phòng khách trông khá là nhẹ nhàng và ấm cúng. Đối diện với bộ sofa là một hệ tủ để tivi. Đó, đây chúng ta để tivi to vẫn được. Đây ta có thể để những chai rượu nè, cũng là đồ vật dụng linh tinh để đây. Ngăn giữa phòng khách và phòng bếp ăn là một cái vách. Vách tủ đây để cho quý ông trưng bày những chai rượu. Khu vực giữa không gian phòng khách và phòng bếp á, được thông suốt với nhau. Nhà mà có con nhỏ vui chơi giải trí đây khá thoải mái. Có sẵn một bộ bàn ăn 6 ghế, bề mặt đây là sử dụng đá hoa cương. Vách đây sử dụng nhựa PVC. Ở phía dưới ốp gạch lên độ khoảng 1m2 nè. Bên đây là một hệ thống tủ bếp với đầy đủ các công năng cho quý bà chế biến thành những món ăn cho gia đình. Có sẵn đây một cái chỗ mà chúng ta để cái tủ lạnh sơ thiêu sai. Bề mặt đây sử dụng đá hoa cương màu đen nè, rất chắc chắn. Ta chặt thịt chặt cá vô tư. Bề mặt đây sử dụng kính cường lực rất dễ lau chùi. Rất nhiều ngăn tủ luôn, ngăn tủ thì đóng kịch chặt. Đây là hệ thống rửa chén. Rửa chén xong ta ấp lên đây. Đây là chúng ta bỏ lò vi sóng, lò nướng. Bây giờ cùng với Giang đi ra khu vực phía sau. Đây là không gian ở sân sau nè. Sân sau là nơi kết hợp lấy gió, ánh sáng. Ngoài ra thì có thêm cái toilet để khách tới nhà sử dụng thuận tiện nha. Anh chủ nhà trồng nhiều cây xanh tạo cho một mảng xanh nhỏ nhỏ đây. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong với từ trệt. Bây giờ cùng với Giang đi lên trên lầu 1, lầu 2 và trên sân thượng. Khu vực Giang đứng đây đó chính là lầu 1 của căn nhà nè. Đường luồn cầu thang là sử dụng đá hoa cương. Xung quanh là màu đen, chính giữa là màu vàng tạo cho điểm nhấn khu vực đây. Vách đó, sử dụng nhựa PVC giả đá, kết hợp đó là hai bên nhựa lam giả gỗ. Bây giờ cùng với Giang đi vào phòng ở phía sau. Trong phòng cũng đã được trang bị khá là đầy đủ nội thất đây. Có một cái giường nè, vách thì sử dụng nhựa PVC giả đá, nhựa lam giả gỗ. Hai bên là có táp đầu giường. Màn cửa đã sẵn sàng, đây có cửa sổ nha mọi người. Ta mở ra, không ta đóng lại. Đối diện với giường ngủ là hệ tủ để tivi, kết hợp đó có bàn trang điểm nè. Đây là tủ quần áo. Đây có một cái bàn làm việc nhỏ nhỏ nha, cho nhiều hộp tủ để đặt sách, để đặt sách. Và chắc chắn sẽ không thể thiếu cái toilet. Bây giờ cùng với Giang đi ra phòng master. Phòng master cũng giống như ở phòng phía sau thôi, cũng được trang bị khá là đầy đủ nội thất rồi. Có giường nè, có bàn trang điểm, có tủ quần áo, có táp đầu giường. Đây cũng sử dụng nhựa PVC giả đá kết hợp với nhựa lam giả gỗ. Chỉ có điều đặc biệt, thứ nhất là có thêm một cái bàn làm việc đây. Cửa sổ thì khá là nhiều, do bề mặt ở phía mặt tiền. Trong 4 phòng ngủ thì có 2 phòng phía trước mặt tiền, rất nhiều cửa sổ và có nhiều ánh sáng luôn. Có cái ban công này cũng khá là nhỏ. Đối diện với giường ngủ đây là một hệ tủ. Đây cũng có bàn làm việc chứ, hệ tủ nè, để tivi. Và đây có cái toilet. Thì ở trên lầu 2 cũng giống như lầu 1 đây, được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Nói chung trong phòng ngủ đã được trang bị khá là đầy đủ cái nội thất, như giường ngủ nè, táp đầu giường, tủ quần áo, bàn làm việc. Nên cho phép Giang được lướt qua lầu 2. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng lên trên sân thượng nha. Đây là tầng cao nhất của căn nhà là sân thượng. Xung quanh đã sử dụng hệ thống hàng rào sắt trông khá là kiên cố và chắc chắn. Bây giờ cùng với Giang đi vào phòng thờ. Qua phòng thờ đây
khá là rộng rãi. Ngoài công năng là phòng thờ thì chúng ta có thể tận dụng làm để cái khu kho để những đồ vật dụng linh tinh trên đây. Bây giờ cùng với Giang ra ở sân thượng trước, nơi đây có thể là thoáng mát nhất của căn nhà, nơi mà chúng ta có thể tổ chức những tiệc nướng BBQ, những tiệc thân mật bên người thân và bạn bè. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong với căn nhà. Mọi người khi mà cần Giang cung cấp thêm thông tin hoặc cần Giang dẫn đi xem nhà, xin liên hệ số điện thoại bên phía trên cùng phía tay trái màn hình đây nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.